Loại thực phẩm bổ sung này có chứa chất chống oxy hóa gấp 6.000 lần vitamin C, 500 lần vitamin E và hàng trăm lần trà xanh. Bạn đang gặp phải tình trạng bụng trứng cá, da không đều máu hay đang chịu thâm sau bụng? Bạn đang khó khăn trong quá trình điều trị chúng? Bạn cảm thấy buồn bã, chán nản, ngại tiếp xúc đám đông? Đừng lo, đã có Nam đây rồi. Người đã từng như bạn, nhưng chỉ sau 2 tháng, mình đã bốc lên sạch sẽ mụn trên khuôn mặt của mình. Bí quyết ư? Không khó đâu, follow mình nhá. Chào mừng các bạn đã đến với channel của Nam. Mình xin tự giới thiệu, mình là Nam, là một người làm trong chuyên ngành fitness và cũng là một người đã từng có khó khăn trong quá trình điều trị bụng. Tuy nhiên, mình đã nghiên cứu, tìm tòi và apply những sản phẩm, những mỹ phẩm, tìm hiểu những thành phần mỹ phẩm tốt nhất để có thể chia sẻ cho các bạn ở trong tập trước. Và mình đã thành công lấy lại được cái khuôn mặt tự tin của mình trước đây. Nói trước, mình không phải là bác sĩ da liễu nên mình không thể giải thích với các bạn 100% tất cả những câu hỏi của các bạn. Tuy nhiên, đối với fitness thì ok nha. Ở tập trước, mình đã chia sẻ 5 bước skincare trong quá trình điều trị mụn. Và các bạn có hỏi mình là mua sản phẩm ở đâu thì mình cũng đã chia sẻ trong phần mô tả, các bạn có thể check ở phần đó. Đặc biệt với nhãn hàng Polachoy thì các bạn chú ý khi mua thì hãy nhập code Nam Bốc Sinh Mụn để được hưởng ưu đãi 10%. Và đó cũng chính là lời cảm ơn từ Nam tới tất cả mọi người. Trước khi đi vào phần chính của ngày hôm nay thì xin gửi lời cảm ơn chân thành tới em Kumi Duy, một hot boy trong lĩnh vực skincare Việt Nam. Và nếu em Duy có xem được video này thì cảm ơn em rất nhiều nha. Anh này lóc là quá trình chiều ngoại, anh em này là trên Facebook của Duy mà. Anh này cũng dùng bao lâu cho không? Như anh em có coi clip này thì một tim. Tiếp theo là chúng ta sẽ đi đến phần chính của ngày hôm nay nhá. Ngoài việc mà chúng ta đã chọn ra những sản phẩm skincare lành tính và nhẹ dịu rồi thì ăn uống cũng là một phần quyết định không kém cho việc trị mụn của chúng ta có hết nhanh hay không. Bản thân là trong ngành fitness nên Nam cũng ý thức được đồ ăn tốt và đồ ăn không tốt cho sức khỏe. Đã có rất nhiều beauty vlogger nói về việc ăn tinh bột hay ăn đường sẽ làm cho tình trạng mụn trầm trọng hơn. Tuy nhiên, theo quan điểm cá nhân của Nam thì điều đó không hoàn toàn đúng. Vì trong thời gian điều trị mụn, Nam vẫn ăn những đồ ăn như cơm, bún, phở. Tuy nhiên, Nam không còn bị lên mụn nhiều nữa vì kết hợp skincare và một số đồ ăn mà Nam sắp kể dưới đây đã giúp Nam khỏi mụn hoàn toàn. Vì vậy mà các bạn đừng quá lo lắng mà bỏ đi tinh bột trong bữa ăn hàng ngày, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng sống, chất lượng sinh hoạt và chất lượng tập luyện của các bạn. Đầu tiên, Nam chú trọng tới những thực phẩm chứa nhiều chất chống oxy hóa, bởi vì cơ thể của chúng ta luôn luôn xảy ra quá trình oxy hóa ở các tế bào, khiến các tế bào già đi và bản thân của da của chúng ta sẽ rất là nhanh lão hóa hơn sau tuổi 25. Vì vậy mà ở thời kỳ đó, Nam ăn rất nhiều những loại rau củ quả chứa nhiều chất chống oxy hóa và đặc biệt là có chứa nhiều vitamin C như là quả cam, quả táo, quả dứa, nho, vân vân. Đôi khi công việc bận rộn thì Nam không có nhiều thời gian để ăn hoa quả trái cây. Vì vậy mà Nam có sử dụng thêm thực phẩm bổ sung vitamin tổng hợp của nhà Nature Way. Thì đây là một cái sản phẩm mà nó có rất là nhiều những cái loại vitamin và khoáng chất thiết yếu cho cơ thể mà Nam ưu tiên trong thời kỳ đó. Trong sản phẩm này thì nó có chứa các loại vitamin như B1, B2, B3, vitamin B6, B12, B9 và vitamin C, biotin, vitamin A, vitamin E, vân vân. Rất nhiều các loại vitamin ở trong sản phẩm này. Một ngày thì Nam uống 2 viên này vào buổi sáng sau khi ăn sáng. Ngoài vitamin tổng hợp ra thì Nam có sử dụng thêm một loại thực phẩm bổ sung nữa. Loại thực phẩm bổ sung này có chứa chất chống oxy hóa gấp 6.000 lần vitamin C, 500 lần vitamin E và hàng trăm lần trà xanh. Mà có thể các bạn cũng đã từng biết rồi, từng nghe đến rồi, hoặc cũng có thể các bạn chưa bao giờ nghe thấy, thì đây là một high recommend cho các bạn cho cái thời điểm này. Đó chính là cái astaxanthin. Astaxanthin là một chất có màu đỏ được gọi là carotenoid. Và chất này thì thường có trong các loại tảo cũng như là trong một số loại động vật như là tôm hay cá hồi. Astaxanthin là một chất siêu chống oxy hóa, mà vì vậy mà thời gian đó Nam cũng sử dụng cái sản phẩm này 2 viên trên một ngày, một viên vào sau bữa sáng và một viên vào sau bữa trưa. Những cái mụn hay là những cái viêm hay là những cái da mà nó đang bị tổn thương ấy, thì khi mà Nam sử dụng tất cả những cái chất chống oxy hóa, dần dần cái
vết thương nó lành rất là nhanh, cái mụn viêm nó cũng rất là nhanh, kết hợp với skin care thì nó rất là nhanh khô cồi. Đây là một loại chất chống oxy hóa cực tốt mà các bạn nên sử dụng nó hàng ngày, bởi vì không chỉ có tác dụng tốt cho da mà còn tốt cho mắt, cho tim mạch, cho não bộ hay là cho cơ thể của chúng ta. Astaxanthin cũng là một chất giúp các bạn phục hồi nhanh hơn và hạn chế cái quá trình đau trong cái quá trình mà các bạn tập luyện. Các bạn có thể tìm hiểu thêm các thành phần của astaxanthin và đây đó, tên là Nature Astaxanthin, các bạn có thể theo dõi nó trên Google để tìm hiểu nhiều thông tin hơn. Astaxanthin là một chất cực kỳ tốt rồi. Tuy nhiên, trùng cuối cùng ngày hôm nay, mình muốn chia sẻ với các bạn thời kỳ đó đến giai đoạn bây giờ mình vẫn thường ngày sử dụng một chất cực kỳ rẻ tiền các bạn có thể tìm thấy ở chợ hay ở siêu thị, và đó chính là nước đỗ đen rang. Mình uống nó hàng ngày thay nước lọc, và đây là một loại chất chống oxy hóa giúp đẹp da, bởi vì nó cung cấp sắt và cung cấp kẽm giúp vừa quá trình trị mụn và cũng như là quá trình mà giúp da của mình đều màu hơn, sáng hơn và hồng hơn. Trong này nó cũng chứa một chất gọi là polyphenol, là một chất chống oxy hóa cực tốt, mà các bạn nếu như các bạn không có đủ khả năng để các bạn có thể mua được astaxanthin hay là vitamin tổng hợp thì đây là một lựa chọn rất đúng đắn để các bạn có thể trị mụn kết hợp trong quá trình skincare. Và để làm ra cái một cốc nước như thế này rất đơn giản thôi. Các bạn mua đỗ đen về và cho lên chảo rang lên. Các bạn có thể cho vào trong lò nướng và nướng lên khoảng tầm độ 10-15 phút. Sau đó thì đổ ra một cái hộp. Mỗi một lần dùng thì các bạn dùng một vốc nhỏ nhỏ như thế này thôi. Cho vào và cho khoảng 2 lít nước, 2-2,5 lít nước các bạn đun lên trong khoảng tầm độ 10-15 phút để cho sôi. Và các bạn pha như pha trà uống hàng ngày, rất tốt cho sức khỏe. Chưa bao giờ mình thấy một cái đồ nào mà nó rẻ tiền mà nó có thể giúp được cho da tốt như vậy. Và đặc biệt là cái nước đỗ đen này nó còn giúp cho mình có cái cơ thể của mình được thanh lọc hơn, mát gan hơn, thải độc. Bây giờ mình sẽ uống một chút. Việc trị mụn là cả một quá trình chứ không phải ngày 1, ngày 2. Vì vậy, nếu như các bạn đang đi đúng hướng ở trong các mức skincare cũng như là trong các thực phẩm ăn uống hàng ngày thì cái thành công nó sẽ đến rất nhanh với các bạn. Vì vậy mà các bạn cũng đừng quá nôn nóng. Một điều nữa đó chính là các bạn hãy hạn chế sử dụng rượu bia cũng như đừng thức quá khuya. Vậy là tập 2 trong series Boxing cùng Nam đến đây là hết. Các bạn có thắc mắc hay đang đi đúng hướng với Nam thì hãy comment ở bên dưới để chúng ta có thể nhìn thấy nhau nhé. Và đừng quên cho Nam một like, một subscribe để Nam có thêm động lực làm những video tiếp theo chia sẻ với các bạn nhé. From bottom of my heart, thank you.